nghỉ mệt suy nghĩ thì em quyết định là em không phục ở bên đây nên em muốn tiếp tục thách đấu ở bên đây. Chiến gì? Bây giờ muốn chiến gì? Bây giờ chiến nhảy bước đi, đội nào thua thì uống nước, một ca nước. Nhảy bước là cái gì? Là mình nữa là... thôi. Rồi mình chơi cái gì ạ? Dạ mình nhảy được một bước thì rồi đội này sau rồi kia. Thì đứa nào đứa ly á, phải là đứa một ly. Một ly đó đứa nào muốn uống nhiều hơn. Rồi giờ có chịu thách đấu không? Rồi dứt lên. Mình chơi gì bạn? Ê vô mình chịu đó. Ủa mà không, cái này là mình chơi gì cưng, chơi gì cưng? Nhảy bước chị. Nhảy bước hả? Hãy cùng đón xem chị nhảy bước chị. Xin mọi người cùng. Mấy bạn? Từ phi anh thức nó chị vậy quên nhảy bước làm sao cưng, chỉ thử rồi chị không hiểu hai cùng đọc xem không hiểu không hiểu rồi hứa ủa nhảy tới đây quay lại mà không không chứ vậy chân. Mà chân chân nè nhảy lại rồi quay lại đứng một chân lên cò liền không có cứ thêm bước vậy nha cặp chi. Mọi người thấy tha thứ cho cái nhập quay lại được không? Con áo thì không đi hàng đi mắt đi hàng bây giờ mình chân đi tổng ờ được chống tay không được chống tay không không mà chống là lúc mà tay thấy lên nè thổi chim cái chống một tay hay chống hai tay ở nhà nó có mưa cái này nhà này thổi rồi ủa cái này hồi nhỏ chị chưa được chơi luôn á không không được chơi hồi nhỏ chưa được chơi. Hồi nhỏ hai chưa từng được chơi và hai chưa từng thấy ai chơi cái này cho nên là hai không biết cho nên hai hỏi có nghĩa là có hai đội có nghĩa là có hai đội thì đội bên đây phóng qua nhưng mà đứng bằng một chân thì cái đội bên kia nếu mà hai bạn mà quớ túng cái tay cái người bên kia đang xè ra thì không thì mình nghĩ hai người ở trên nè, dây dàm đội tụi em nhảy lên co một chân quay lại hai đứa này ở dưới đây kéo hai tụi em mà bỏ một chân còn lại xuống là chết còn nếu tới hai đứa này nhảy kéo miễn sao đụng thì thôi là còn sao mà làm sao mà tự tụi em mà té để cái chân xuống là cũng thua nữa rồi thấy vậy nó kéo cân về gì đội về nếu mất mà em mà kéo nó được lên đây nó té thì là nó chết em nhảy tiếp bước hai có nghĩa là hai kéo qua kéo lại miễn sao té qua té lại là chết dạ để kéo nha nha chị chưa được được chơi luôn á ôi ôi cái giò nó dài rồi mặt mày rồi chết rồi thì nhảy lên đừng một chân không muốn xuống quay lại nó cò lên luôn mà nãy có gì cũng bỏ nó quay lại nè nó cò người ta nói chứ không quay lại ơi cái tao gọi không người ta quay lại rồi lỡ cái này thôi nha hai đứa này chân dài quá à rồi lại nha mày kéo rồi đúng rồi đó đó điện cát nóng hết cát rồi không không nặng lắm không không mày nghĩ thôi nha hai đứa kéo qua kéo lại phải không mà nó kéo hai chân qua mày, đứng một chân đúng rồi nhưng mà bên đây thì đứng hai chân còn bên ngoài đứng con chân nè ủa cưng có quyền cà thọc cà thò vậy không được. Nữa hả
Thì ra là mình khỏi cần ấy luôn cũng được. Đúng rồi, mình đứng im gì cũng được nè, nhưng mà thịt chọc chọc chọc. À, cưng chọc muốn lo nó vô phải không? Ừ. Cái mặt bên em muốn ấy thì để tiếp. Đúng rồi. Thì kéo thứ hai dễ chơi hơn. Không bỏ, tao bỏ cái tao phụ kéo cho. Cưng có quyền cái chân này đứng trên chân kia được không? Được, miếng thông đứng gốc là được. Ờ. Cái trò chơi này qua chơi hồi cấp mấy sao hai không biết luôn. Không có chơi nữa. Hả hả? Hồi nhỏ hai ha, chưa ai chơi này hết. Thua đi. Không chưa. Cái gì mày đứng hoài? Ờ, đứng hoài vậy đó. Ai đứng nổi nhảy 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 ai đứng nổi em chịu chứ, tự nhiên ghi mà thua. Đổi chân không? Được, được đổi đúng không? Không, không được đổi, quên, không được đổi. Quên, vụ quên. Cái 5 mét vuông là... Thôi, mình nhảy vô xô với mình luôn. Giờ tao đứng dậy tao chèo luôn cũng được luôn á. Thiệt không? Thiệt. Nhảy lên rồi nhảy tiếp. Rồi ta nhảy lên một bước thôi. Mày đúng không? Ờ, là mày đứng một bước.
Còn mày dẹp á. Mày dạy tao không được gì luôn. Khéo đi. Dưới rồi. Mấy lượng chữ thì nghĩ thôi. Tao nó khác bộ, tao nó mới quay lại nha. Ủa con làm, ủa chơi sao nhảy hai bước mà sao thắng hả? Dạ thắng. Thắng được hai bước luôn. Ờ. À vậy là hai bước là vậy là xong rồi đúng không? Vậy là uống nước đúng không? Đổi chứ. Đúng rồi đó chứ. Nhìn nhau vậy hả? Lạ quá ha, anh chơi này ngộ quá ha, hai chơi được chơi lần nào luôn. Sao mày đã sao luôn tao đó? Hay nó là như vậy. Ok luôn.
Quay á hả? Được chứ, hai đứa không ly đúng không? Quay em mệt quá. Rồi góp đi, huynh đệ. Huynh đệ ơi, góp đi. Huynh đệ tương tàn hả? Bắt chân cái này làm không? Rồi tới cái dịch này hả? Tới cái dịch này hả? Rồi. Rồi. Đi đi, hai mày muốn chuyện sao chưa? Tao không chốt. Rước không cần gì, có muốn rước kìa gần luôn. Tại ở đây nước là ở đây, nước là ở đây mà Cẩm Nhi nó chừa cho em. Tại nó mới uống, tại nãy nó mới uống cút kia rồi. Tại nãy trong thời gian chơi cái nó có lén lén nó hút một miếng. Tại khác chừng nhìn chừng muốn nước thôi. Quá đã. Giờ mà đục vô bụng Kim Ngân cái nữa là cào cái thiệt á. Trời nha. Giờ mà ra nhảy bước, giờ mà ra nhảy bước cái nữa là nước nó kêu giọt lên giọt xuống lên. Nó heo nhịp bụng mà nó rung luôn á. Có đúng là huynh đệ của Cẩm Chi. Đó, nó uống cũng là 50-50 mà. Rồi rồi. Nó uống nhiều hơn tao luôn á. Đâu, cái khúc mà nó mới đưa ra nãy á. Thế là không có canh được. Là huynh đệ của Cẩm Chi. Nhưng mà tao uống hơn Cẩm Chi. Hồi nãy nó lên cút là tao uống thêm miếng nữa rồi. Mà nó đâu có cho đâu, nó dành nó uống mà. Ăn chanh rồi uống nước lạnh vô. Hẹn mọi người tối nay. Rồi, tối nay bốn đứa ông. Khi nào mà, khi nào mà có một bụng mắt rồi được động. Mọi người coi cái clip này rồi mọi người nhớ gửi thuốc về cho tụi em uống nha. Chứ ăn chanh rồi uống nước đá vô. Tối nay về không biết có bị gì không nữa. Tối nay về bốn đứa trong nhà vệ sinh. Mà mắc cười lắm ha, kể thì nghe này nè. Quay như á, hay kiểu mà đi vô nhà vệ sinh ngồi á. Mà hay kiểu một lượt lắm luôn á. Cái đứa vô ngồi cái nhắn tin mày đang làm gì vậy, tao đang đi ở tao cũng đang đi vậy đó. Nghe vậy? Hai đứa mà bị quay đây luôn. Là sao không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng mà đi nhưng mà nguyện đi. Cùng ngày cùng tháng cùng năm được luôn á, đi hoài à. Kiểu mình nó quen quá nó thành thân thuộc. Nhưng mà tao rủ nó đi nó không đi. Tự nhiên rủ tao đi. Không, kiểu như là sắp ra bài á. Cái tao nói là người ta đang ở hai nhà khác nhau mà người ta cầm cái điện thoại dưới đây, người nào chẳng biết không xong quê. Không xong quê. Bông nói nhà nó, Như ở nhà Như. Như nhắc tin điện thoại hỏi Bông là Bông đang làm gì. Bông nói đang trong nhà vệ sinh, Như cũng nói tao đang trong nhà vệ sinh luôn. Là hai đứa nó trùng hợp vậy chứ ai đang học đâu. Thôi con xong quê. Đâu rồi nãy dì Sáu mới lấy cái bao đem vô nhà rồi đem ra cho Cẩm Chi đội lên. Đội cái bao lên đầu nha, đội quê nha. Nghe con Cẩm Chi á. Nhớ mặt lên nhìn đại cái Cẩm Chi. Sao vậy Cẩm Chi? Sao được? Sao không? Tổn thương. Qua giờ mấy lần? Qua giờ mấy lần? Bữa giờ nó quê quá chừng rồi. Mấy lần? Nó kiểu rồi đó bị nó nhậm hả con? Nó lên nó bị nhậm. Mệt quá. Thôi cười luôn, cười xong giờ đau đau. Thôi bây giờ chúng mình stop here đi, chứ mệt quá rồi. Xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Có một ngày là tốt lành. Bye bye. Bye bye. See you again.